Sáng ngày 12 tháng 11, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan cùng 47 đồng phạm bước vào giai đoạn kết luận, với dự kiến Viện Kiểm sát sẽ đề xuất mức án cụ thể. Tuy nhiên, mở đầu phiên tòa, đại diện cơ quan công tố đã yêu cầu xét hỏi bổ sung để làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc khắc phục hậu quả. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử đã đồng ý với đề nghị của Viện Kiểm sát. Trả lời các câu hỏi về phương án bồi thường, bà Trương Mỹ Lan cam kết sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại trong vụ án. Bà dành thời gian liệt kê một loạt tài sản cá nhân dùng để khắc phục hậu quả, bao gồm cả những khoản nợ mà nhiều cá nhân, pháp nhân đã đồng ý hoàn trả cho bà, ước tính lên đến 21.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bà Lan đề nghị hội đồng xét xử xem xét số tiền 5.000 tỷ đồng đã nộp vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB để tăng vốn điều lệ nhưng vẫn chưa được ghi nhận. Bị cáo cũng nêu rằng công ty định giá Hoàng Quân đã định giá quá thấp đối với dự án Mũi Đèn Đỏ, trong khi theo bà, tài sản này cùng các mã tài sản chưa định giá khác có giá trị khoảng 100.000 tỷ đồng. Ngoài các tài sản đã đề cập, bà Trương Mỹ Lan cũng cam kết đưa thêm dự án 6A tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vào danh sách tài sản để khắc phục hậu quả. Trước đó, bà Lan muốn dùng dự án này để hoán đổi lấy tòa Sài Gòn Times Square, đường Nguyễn Huệ, quận 1. Tuy nhiên, bà đã tự nguyện dùng dự án 6A để bồi thường mà không giữ yêu cầu hoán đổi. Đại diện SCB tại tòa cho biết khoản tiền 5.000 tỷ đồng này đã hòa vào dòng tiền chung của ngân hàng nên cần thêm thời gian để xác định nguồn gốc cụ thể. Người đại diện cũng đề nghị hội đồng xét xử làm rõ tài sản này là của bà Lan hay có sự tham gia của các cá nhân pháp nhân khác. Bên cạnh việc cam kết bồi thường, bà Trương Mỹ Lan cũng nêu ra các tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, từng có nhiều đóng góp cho xã hội và đã chủ động khắc phục một phần thiệt hại. Khi được Viện Kiểm sát hỏi về nhận thức pháp luật, bà cho biết mình hiểu biết pháp luật còn hạn chế nhưng thừa nhận sai phạm như bản án sơ thẩm đã quy kết. Với nhiều tình tiết mới phát sinh, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị tạm dừng phiên tòa để có thời gian nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa và sẽ tiếp tục vào ngày 15 tháng 11 tới đây. Như vậy, bà Trương Mỹ Lan sẽ phải đối mặt với mức án nào? Trao đổi với phóng viên Dân Việt, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, theo quy định tại Điều 55 Bộ Luật Hình sự năm 2015, quy định về quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội. Cụ thể, khi xét xử cùng một lần một người phạm nhiều tội, tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định. Luật sư Thơ cho biết, ở giai đoạn 1 của đại án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án mức tử hình cho 3 tội danh, nhưng bản án này chưa có hiệu lực pháp luật do bà Lan đã kháng cáo. Ở giai đoạn 2, bà Lan bị tuyên phạt mức án chung thân cho 3 tội danh. Như vậy, căn cứ theo các quy định ở trên, hiện nay bà Trương Mỹ Lan đang phải nhận mức án cao nhất là tù chung thân. Tuy nhiên, nếu sau khi xét xử phúc thẩm giai đoạn 1, bà Lan vẫn bị tuyên giữ nguyên án mức tử hình, thì tổng hợp hình phạt chung cho bà này là tử hình. Sáng ngày 12 tháng 11, chất vấn nhóm vấn đề thông tin và truyền thông, đại biểu Châu Quỳnh Giao, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp căn cơ nhất để xử lý dứt điểm tình trạng hoạt động mê tín dị đoan trên không gian mạng. Trả lời, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng vấn đề này Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần vào cuộc xác định hành vi có phải mê tín dị đoan hay không. Khi xác định đó là hành vi mê tín dị đoan và cần xác định danh tính hoặc cần ngăn chặn thì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ sẽ xử lý vấn đề này rất nhanh. Ông Nguyễn Mạnh Hùng nói, theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, khi có những tiêu chí thế nào là mê tín dị đoan, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phát triển các công cụ mà nhìn vào hình ảnh có thể đánh giá được hành vi để báo sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xử lý. Bộ Thông tin và Truyền thông đang làm việc với các mạng xã hội, yêu cầu các nền tảng mạng xã hội phát triển các công cụ để tự ra quét và khi phát hiện nội dung mê tín dị đoan thì hạ xuống. Bộ trưởng khẳng định, các mạng xã hội, các nền tảng xuyên biên giới kinh doanh thu về rất nhiều lợi nhuận thì phải có trách nhiệm làm lành mạnh hóa không gian mạng. Chúng ta phải xử lý mạnh tay các đối tượng mê tín dị đoan. Có đối tượng thì xử lý hành chính, còn nếu đối tượng vi phạm các bộ luật dân sự hoặc vi phạm nhiều lần thì có thể xử lý hình sự. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói, hành vi mê tín dị đoan có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với xã hội và nếu người nào hành nghề mê tín dị đoan tuyên truyền những điều không đúng, làm cho người khác tin vào những điều đó gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, đời sống, sức khỏe của họ, thì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Người thực hiện hành vi hành nghề mê tín dị đoan sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, còn nếu vi phạm thì sẽ bị xử lý hình sự về tội hành nghề mê tín dị đoan, theo điểm D, Điều 14 Nghị định 38-2021-NDCP.
Bên cạnh đó, hoạt động mê tín dị đoan có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đã bị xử lý hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hành nghề mê tín dị đoan theo Điều 320 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngoài ra, nếu đưa ra thông tin gian dối, sai sự thật, có tính chất mê tín dị đoan để chiếm đoạt tiền, tài sản của người khác từ 2 triệu đồng trở lên, thì người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Mặc dù có nhiều người đã bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí có những người đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hành nghề mê tín dị đoan, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, hành vi này vẫn diễn ra nhiều trong đời sống xã hội và đặc biệt là trên không gian mạng thời gian gần đây bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Sáng ngày 12 tháng 11, trong phiên chất vấn Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã giải trình, làm rõ một số vấn đề quan trọng trong lĩnh vực y tế. Theo chương trình Quốc hội, đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế đã báo cáo giải trình và trả lời nhiều câu hỏi chất vấn về các nhóm vấn đề thuộc phạm vi chất vấn. Đây là các vấn đề hết sức thiết thực, có ý nghĩa quan trọng cả trước mắt lẫn lâu dài đối với sức khỏe, đời sống của nhân dân và cũng đang là vấn đề nổi lên trong thực tiễn quản lý, đang được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, các cấp, các ngành và nhân dân đặc biệt quan tâm, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nói. Trong thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, các địa phương, ngành y tế đã có nhiều nỗ lực, đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là trong phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những hạn chế, bất cập, thậm chí còn một số vấn đề gây bức xúc trong dư luận, như chưa khắc phục được triệt để tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, chậm xử lý một số dự án vướng mắc, bất cập trong quản lý thực phẩm chức năng, phòng chống tác hại của thuốc lá. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác y tế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đặc biệt quan tâm và quyết liệt chỉ đạo Bộ Y tế, các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, từ hoàn thiện thể chế, chính sách, trong đó tập trung xây dựng trình Quốc hội nhiều dự án luật, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, đôn đốc kiểm tra công tác tổ chức thực hiện tại các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở. Đồng thời nghiên cứu, rà soát có cơ chế, chính sách, giải pháp căn cơ xử lý các vấn đề cả trước mắt cũng như lâu dài. Theo Phó Thủ tướng Lê Thành Long, nhìn chung kết quả đạt được là cơ bản, có nhiều vấn đề đã có chuyển biến tích cực, nhưng cũng có những vấn đề mới đạt được kết quả bước đầu và một con số bất cập cần tiếp tục tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết, trong đó cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật có liên quan. Thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm, quyết liệt chỉ đạo Bộ Y tế, toàn ngành y tế và các cấp, các ngành, các địa phương tập trung khắc phục những hạn chế bất cập, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác y tế, Phó Thủ tướng nêu rõ. Cùng với việc nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách thì cũng cần tập trung xử lý, tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu quản lý của ngành y tế, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan liên quan, đồng thời kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở nội dung trả lời chất vấn, cụ thể Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh thêm một số nội dung. Chủ động hơn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương để xử lý vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế. Cụ thể về thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, Phó Thủ tướng cho biết việc này đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rất quyết liệt, liên tục trong mấy năm gần đây. Chúng ta đã tháo gỡ về thể chế, nhất là quy định về đấu thầu mua sắm và giải quyết các vướng mắc cụ thể. Về cơ bản đã bảo đảm đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra hiện tượng thiếu cục bộ tại một số cơ sở y tế công lập, nhất là một số loại thuốc đặc thù. Tình trạng này có nhiều nguyên nhân, trong đó có thời điểm còn thiếu hụt một số loại thuốc trên thị trường thế giới, trong nước và còn tâm lý e ngại khi thực hiện mua sắm của các cơ sở y tế. Thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải thực hiện nghiêm quy định có kế hoạch cụ thể, chủ động hơn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc này. Trong đó có tăng cường trách nhiệm quản lý, trách nhiệm công vụ của các đơn vị thuộc Bộ Y tế có liên quan, của lãnh đạo địa phương có liên quan và kể cả của giám đốc các bệnh viện. Về quản lý thực phẩm chức năng, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm yêu cầu, quy định liên quan đến tất cả các khâu, tăng cường phối hợp giữa các ngành, các lực lượng có liên quan. Về quản lý an toàn thực phẩm, thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là so với năm 2015-2016. Tuy nhiên, tình hình diễn biến vẫn phức tạp. Chính phủ đã chỉ đạo tập trung nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi luật an toàn thực phẩm, sửa đổi nghị định số 15-2018, quy định chi tiết luật an toàn thực phẩm, triển khai có hiệu quả chỉ thị số 17
của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, tiếp tục đẩy mạnh phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đây là vấn đề được đồng bào cử tri cả nước và dư luận xã hội hết sức quan tâm. Tuy nhiên, còn nhiều quan điểm trái chiều, trong đó có ý kiến của các nhà quản lý, các nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo về vấn đề này, trong đó giao cho Bộ Y tế chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu biện pháp quản lý phù hợp để tăng cường quản lý đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác để báo cáo Quốc hội, đồng thời giao cho Bộ Y tế nghiên cứu xây dựng đề án sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá để sớm báo cáo Quốc hội. Phó Thủ tướng đề nghị các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các địa phương tiếp tục quan tâm đóng góp ý kiến, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để tích cực xử lý, giải quyết các vấn đề đặt ra, để ngành y tế không đơn độc trong thực hiện sứ mạng quan trọng bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.